Tối ngày 12 tháng 5, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2018 với chủ đề Hải Phòng vươn ra biển lớn thể hiện khát vọng vươn lên tầm cao mới của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng diễn ra tại quảng trường Nhà hát thành phố với sự tham dự của khoảng 3.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Cùng dự có các đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, ông Sổm Phan Phen Kham My, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, cùng lãnh đạo một số bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, đại diện một số tập đoàn kinh tế lớn, tổ chức, cơ quan đại diện ngoại giao. Về phía thành phố có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, các quận huyện trên địa bàn thành phố cùng đông đảo người dân và du khách tới tham dự lễ khai mạc. Đúng 20 giờ 10 phút, chương trình khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng năm 2018 với 3 phần chính: nghi lễ khai mạc, bạch đằng giang trong sắc màu phượng đỏ và Hải Phòng vươn ra biển lớn chính thức bắt đầu. Phát biểu khai mạc trong không khí trang trọng, rực rỡ và ấn tượng của buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, nhờ sự đổi mới trong tư duy, nhận thức, tinh thần hành động quyết liệt khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh của Hải Phòng, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra. Chưa bao giờ Hải Phòng huy động được nguồn lực mạnh mẽ như hiện nay để dựng xây thành phố, trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện của hầu hết các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, cùng các dự án quy mô lớn tầm cỡ quốc gia và khu vực trong lĩnh vực công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, đặc biệt quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Sau bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng là chương trình nghệ thuật gồm các phần Hải Phòng rực đỏ phượng bay, hào khí bạch đằng giang, những con đường hoa phượng, Hải Phòng trong em, Hải Phòng tuổi thơ tôi, bến bờ mong đợi, tôi người Hải Phòng, nhịp sống thành phố, Hải Phòng thành phố tuổi thơ, thành phố hướng mặt trời, thành phố hoa phượng đỏ, Hải Phòng của em, Hải Phòng cất cánh bay lên và chương trình pháo hoa nghệ thuật. Chương trình nghệ thuật kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, tạo dấu ấn mạnh mẽ với sự đầu tư công phu về hệ thống âm thanh, ánh sáng. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều ca sĩ hàng đầu Việt Nam như Mỹ Linh, Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Ngọc Anh, Minh Quân, Hồ Quỳnh Hương, cùng các nhóm nhảy, nhóm nhạc, diễn viên, nghệ sĩ múa đến từ Nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đoàn nghệ thuật Mai Trắng, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam giúp các đại biểu, người dân và du khách có những trải nghiệm tuyệt vời, khó quên trong giao thừa tháng 5.